Anh Phương rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình tọa đàm vui khỏe mỗi tuần phát sóng trực tiếp vào lúc 9 giờ 10 phút thứ ba hàng tuần trên kênh Đồng Nai 1. Thưa quý vị khán giả, trí nhớ là một khả năng vượt bậc của loài người so với các loài vật khác. Não bộ con người lưu trữ được số lượng khổng lồ các thông tin liên quan đến bản thân và những sự việc xung quanh. Và suy giảm trí nhớ là khi chúng ta hay bị lúc nhớ, lúc quên, lơ đỉnh, khó tập trung vào một vấn đề nào đó. Trí nhớ giảm sút đôi khi chỉ xảy ra ngắn hạn, nhưng tình trạng này có khả năng diễn biến lâu dài, thậm chí là tăng nặng khi trí tuệ sa sút, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe, công việc và cuộc sống của bệnh nhân. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi có mời đến trường quay bác sĩ chuyên khoa 1 Tô Văn Dũng, khoa Nội thần kinh bệnh viện Đa khoa Đồng Nai sẽ trao đổi với chúng ta về vấn đề này. À xin chào tất cả các quý khán giả thính giả đang nghe đài. Xin chào MC Anh Phương. Thì tôi xin được tự giới thiệu tôi là bác sĩ Tô Văn Dũng hiện đang công tác tại khoa Nội thần kinh bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thì hôm nay thì tôi rất hân hạnh khi được cùng với chương trình để mà giới thiệu để mà về những cái vấn đề trí nhớ rối loạn về trí nhớ đến cho mọi người. Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Dũng đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Và trước khi chúng ta bắt đầu vào nội dung chính thì mời bác sĩ Dũng cũng như là quý khán giả cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn ngay sau đây. Suy giảm trí nhớ do sự lão hóa nhanh của các tế bào thần kinh do môi trường sống stress hoặc thiếu một số chất quan trọng, khoảng 50% số người suy giảm trí nhớ sẽ chuyển thành bệnh sa sút trí tuệ 3 năm sau đó. Sa sút trí tuệ là tình trạng suy giảm mức trí tuệ đã đạt được từ trước. Bệnh nhân sẽ bị giảm trí nhớ, giảm khả năng xét đoán, định hướng không gian và thời gian, ngôn ngữ, tư duy, nhận thức, hành động, ảnh hưởng nặng nề đến chức năng và chất lượng cuộc sống. Theo các bác sĩ chuyên khoa thần kinh Điều đáng nói là hiện nay, đối tượng suy giảm trí nhớ không chỉ tập trung ở người lớn tuổi mà còn rất nhiều người trẻ cũng lâm vào tình trạng này. Ngoài các nguyên nhân chính gây ra giảm trí nhớ gồm do tuổi tác, do bệnh lý, thái hóa não hay do những chấn thương đầu, tai biến mạch máu não, còn nhiều nguyên nhân thuộc về yếu tố thời đại như giảm trí nhớ do nghiện rượu, việc lạm dụng các loại thuốc ngủ, thuốc chống trầm cảm cũng là một trong những nguyên nhân gây suy giảm trí nhớ đặc biệt với nhịp sống và cường độ làm việc quá gấp gáp và căng thẳng như hiện nay nhiều bạn trẻ rơi vào tình trạng stress mất ngủ trầm cảm làm việc căng thẳng gây kém tập trung đó cũng là những nguyên nhân thường gặp trong suy giảm trí nhớ ở người trẻ suy giảm trí nhớ tuy không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người nhưng nó thường gây rất nhiều phiền toái và ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống của người bệnh nhất là những người trẻ vâng thưa bác sĩ Dũng à, câu hỏi đầu tiên chắc có lẽ là xin bác sĩ Dũng cho biết nguyên nhân gây ra cái bệnh suy giảm trí nhớ ạ cái bệnh suy giảm trí nhớ thì nó rất có rất nhiều cái nguyên nhân gây nên suy giảm trí nhớ thì trong quá trình ngồi phòng khám ở cái phòng khám nội thần kinh yeah. hay là ở các cái phòng khám khác ở các chuyên khoa khác về nội khoa như phòng khám tim mạch nội tiết phòng khám về lão khoa phòng khám cơ xương khớp hoặc các phòng khám về ngoại khoa thì chúng tôi thì thường gặp những cái lời than phiền về cái giảm trí nhớ thì cái nguyên nhân nào dẫn đến những cái lời than phiền về giảm trí nhớ như vậy thì có lẽ cái cái nguyên nhân mà mình không thể thay đổi được đó là tuổi tác. Yeah. thì theo một cái thống kê mà ở những cái người mà trên 65 tuổi thì cái tỷ lệ mà sa sút trí tuệ hay là suy giảm trí nhớ thì tỷ lệ đó là khoảng 5% và sau cứ mỗi 5 năm thì cái tỷ lệ đó tăng lên gấp đôi. Và đến khoảng nếu tính đến khoảng đến 80 đến 90 tuổi thì tỷ lệ đó rơi vào khoảng 30 đến 50%. Yeah. Như vậy thì nếu mà chúng ta sống đủ lâu đến khoảng 80 đến 90 tuổi thì một trong hai người, ví dụ như tôi với MC Anh Phương thì một trong hai người có thể là bị mắc cái chứng sa sút trí tuệ này. Yeah. Ngoài cái tuổi tác thì các cái nguyên nhân mà gây thoái hóa não, các bệnh lý thoái hóa não như là bệnh lý Alzheimer là một cái bệnh lý uh, trong thuộc cái nhóm về bệnh lý về sa sút trí tuệ. Nó cũng gây uh, là bệnh lý hàng đầu mà gây suy giảm trí nhớ, chiếm đến 60 đến 80% trong nhóm bệnh lý về sa sút trí tuệ. Thì bệnh lý Alzheimer đặc trưng bởi một cái quá trình mà suy giảm, đầu tiên là suy giảm về trí nhớ, sau đó là suy giảm các cái vấn đề nhận thức khác, ví dụ như giảm tập trung chú ý, giảm về cái ngôn ngữ và giảm về khả năng điều hành uh, công việc. thì uh, cái suy giảm đó càng ngày càng nặng dần và đến khi người bệnh không thể uh, không thể hoàn thành được các công việc, không thể tự làm các cái sinh hoạt cá nhân và khi đó thì uh, họ có thể là lệ thuộc vào cái người chăm sóc. thì bệnh lý đó là nó nó hiện tại thì uh, là một cái bệnh lý thoái hóa của của, của não bộ và còn một cái bệnh lý thoái hóa uh, khác đó là bệnh Parkinson yeah. thì cũng có thể là gây suy giảm về cái cái nhận thức và trí nhớ bên cạnh người bệnh vừa phải uống những cái thuốc bệnh Parkinson và con nó các cái thuốc Parkinson nó cũng có thể làm cho người bệnh bị suy giảm về trí nhớ. Yeah. Các cái tổn thương não bộ ví dụ như uh, các cái đột quỵ uh, đặc biệt là tai biến mạch máu não À, các cái uh, tổn thương mạch máu nhỏ trong các bệnh lý về tim mạch, à, các bệnh lý về tim mạch như là tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, béo phì thì lâu dần thì các cái tổn thương não này cũng làm ảnh hưởng đến uh, bệnh nhân trí nhớ của người bệnh. Và ngoài ra thì còn uh, rất nhiều cái nguyên nhân khác. Ví dụ như sau một cái uh, chấn thương sọ não, uh, sau một cái uh, uh, một cái u não hay là một cái viêm não thì người bệnh cũng có thể bị giảm trí nhớ. thì các cái nguyên nhân mà toàn thân, các bệnh lý toàn thân ví dụ như bệnh lý suy giáp có thể gặp ở những cái người mà sau mổ cắt tuyến giáp thì ở, đặc biệt là ở những cái người trẻ thì cũng làm tác động đến chuyển hóa của toàn bộ cơ thể và cũng có thể làm suy giảm về cái nhận thức và trí nhớ ngoài ra thì uh, các cái vấn đề khác như là uh, uh, về dinh dưỡng một cái chế độ ăn mà thiếu thiếu chất đặc biệt là cái vitamin B12 yeah. là một cái vitamin quan trọng trong cái hình thành cái cái bào của dẫn truyền của sợi dây thần kinh thì uh, khi mà thiếu vitamin B12 thì sẽ làm cho uh, cái, cái tế bào thần kinh nó sẽ bị tổn thương và cũng làm gây giảm trí nhớ các cái ở những cái bệnh nhân nghiện rượu thì họ sẽ uh, thiếu cái vitamin B1 và có uh, thể dẫn đến các cái bệnh lý viêm não do thiếu vitamin B B1. Ngoài ra thì uh, các cái vấn đề về uh, uh, bệnh lý viêm nhiễm đặc biệt là ở những cái người trẻ mà có lối sống uh, lối sống không uh, chưa lành mạnh chưa lành mạnh, sống yeah. chưa lành mạnh thì họ có thể bị mắc các cái bệnh lý như là giang mai hoặc là bệnh lý về hiv yeah. thì đó cũng làm những cái nguyên nhân mà gây suy giảm về trí nhớ. Dạ Vâng, chúng ta thấy là có rất rất nhiều nguyên nhân để mà gây lên cái hiện tượng là suy giảm trí nhớ. Vậy thì cái dấu hiệu để chúng ta nhận biết suy giảm trí nhớ là như thế nào thưa bác sĩ? Thì trước hết thì mình tìm hiểu về cái trí nhớ. thì trong trí nhớ thì nó có hai Uh, dạng trí nhớ trí nhớ ngắn hạn và trí nhớ dài hạn. thì trong đó trí nhớ dài hạn là trí nhớ nó được lưu trữ ở cái phần sâu hơn của bộ não và trí nhớ dài hạn thì thường là nó uh, là rất khó quên hơn. Yeah. thì trí nhớ dài hạn thì nó bao gồm các cái trí nhớ về kỹ năng ví dụ như trí uh, nhớ về uh, bơi lội chẳng hạn hay là trí nhớ về chơi một cái uh, nhạc cụ. Yeah. hoặc là trí nhớ về lái xe thì đó là những cái trí nhớ về kỹ năng và những cái trí nhớ đó nó được lưu trữ sâu và nó khó khó quên à, hay là những cái trí nhớ mà liên quan đến ký ức à, những cái sự kiện giống như là à, những sự kiện ví dụ như cái ngày đính hôn hay là ngày à, ngày hôn lễ hoặc là những cái cái ngày vui những yeah. cái những cái niềm vui khi mà não bộ nó được sự khen thưởng thì những cái trí nhớ về ký ức nó nó giữ được rất là lâu và thứ ba là những cái trí nhớ mà liên đến kỹ năng ví dụ như một người làm việc thì theo một cái tuần tự công việc chẳng hạn như một người bán một cái bán bán bún hay là nấu nấu ăn như vậy thì người ta sẽ nhớ được các cái tình tự để mà tạo ra để, để nấu ra một cái món ăn yeah. thì những cái trí nhớ đó thì nó lưu trữ rất là lâu à, thì những cái người mà bị suy giảm trí nhớ thường ảnh hưởng uh, nhiều đầu tiên ở cái trí nhớ về trí nhớ ngắn hạn mà trí nhớ ngắn hạn khi nó bị tổn thương thì uh, người ta dễ quên, quên quên các cái sự việc vừa mới diễn ra ví dụ như quên chìa khóa quên bóp quên ví hay là uh, nhiều nhiều việc mà vừa mới làm xong thì đã quên rồi. Yeah. Thì là, hoặc là các cái sự kiện sắp tới, ví dụ như uh, tiệc thôi nôi hay là tiệc uh, uh, chúc tiệc sinh nhật hoặc là tiệc cưới của bạn yeah. bè, nhiều khi đến ngày cưới thì mình uh, mới trực nhớ ra là uh, chợt là qua, qua, cái, qua cái ngày cưới của của bạn rồi. Yeah. thì uh, cái trí nhớ ngắn hạn thì nó dễ bị tổn thương đầu tiên, mà khi mà tổn thương như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến công việc chẳng hạn như các cái nhiệm vụ mà được cấp trên giao phó mà uh, quên thì không có có hoàn thành được các cái công việc của cấp trên thì lâu dần nó sẽ ảnh hưởng đến cái hoạt động sống hàng ngày của bệnh nhân yeah. không thể thực hiện được các cái uh, công việc hàng ngày uh, như là thậm chí nếu mà nặng hơn có thể là không thể thực hiện các cái công việc hàng ngày như là quét dọn nhà cửa hay là nấu ăn không thể tự nấu được cái món ăn ngon và không thể uh, tự chăm sóc bản thân và nặng hơn nữa bệnh nhân có thể là uh, không thể uh, uh, vệ sinh cá nhân và và sẽ có xuất hiện những cái vấn đề về rối loạn về tâm thần và hành vi tại vì khi mà người bệnh mà không không có uh, khả năng tự lập như vậy người ta rất dễ là cáu gắt và có thể là sẽ rơi vào uh, trầm cảm thì người bệnh sa sút trí tuệ khi mà giai đoạn càng nặng dần thì người ta còn mất cái khả năng về tính toán uh, suy luận logic yeah. à, ví dụ như một cái người trước đây là người ta tính toán rất là giỏi trong công việc làm ăn thì khi mà bị sa sút trí tuệ thì người ta không thể không thể uh, tính toán không thể tính lợi nhuận hay là không thể đưa ra một cái, cái uh, phương pháp để 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 tăng thu nhập cho cho, cho cái cái công việc của mình. Yeah. Thì uh, khi mà giai đoạn đoạn nặng như vậy thì có thể là người ta sẽ bị mất cái định hướng về không gian, thời gian, mất khả năng về khả năng đọc và viết và nặng hơn thì sẽ có thể là sẽ bị uh, tàn phế yeah. và sống phụ thuộc lệ thuộc hoàn toàn vào cái người người chăm sóc. Yeah, vâng. ờ, chúng ta thấy là có nhiều chị em phụ nữ uh, khi sinh con á thường hay quên và họ lo ngại đây là một trong những cái biểu hiện của bệnh lý suy giảm trí nhớ sâu sinh à, và cũng có những cái trường hợp là à, người ta đổ thừa là cho tôi tiêm vaccine covid 19 vậy thì không biết là những cái điều này nó có đúng không thưa bác sĩ? Thì cái người phụ nữ sau sinh thì như mình biết là phụ nữ sau sinh thì thường tới tới phòng khám của chúng tôi thường có họ cũng có than phiền về cái vấn đề về sa sút trí nhớ và đôi khi nếu mà không được sự thông cảm của người chồng và gia đình thì có thể làm cho bệnh lý của họ diễn biến nặng hơn và cái vậy thì cái cái vấn đề sao chút trí nhớ ở phụ nữ sau sinh thì nó có liên quan có nguyên nhân liên quan đến cái thay đổi về cái estrogen trong thời kỳ giai đoạn sau sinh và ở cái phụ nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh thì họ có những cái thay đổi này và estrogen thì nó ngoài cái nhiệm vụ nó là một cái học ngôn về giới tính thì nó còn đảm nhiệm trong việc à, tăng trưởng của tế bào thần kinh cho nên khi mà phụ nữ sau sinh à, thì người ta có thể là dễ bị quên à, dễ bị quên à, có vấn đề về rối loạn trí nhớ à, hơn là ở phụ nữ người phụ nữ bình thường yeah thì uh, uh, cái thứ hai là ở phụ nữ sau sinh thì họ sẽ gặp các cái vấn đề về giai đoạn làm mẹ đặc biệt là những người mà uh, lần đầu lần sinh đầu con ấy. lần đầu yeah. thì họ dễ bị uh, các cái áp lực trong việc nuôi con uh, chẳng hạn như uh, uh, con quấy khóc và họ có thể phải thức khuya dậy sớm để cho làm làm thức ăn giảm cho con như vậy dần dần họ sẽ bị uh, một cái căng thẳng stress và có thể rơi vào cái trầm cảm sau sinh thì những cái stress căng thẳng như vậy nó sẽ lâu gần nó, nó sẽ tạo nên các cái gốc tự do xấu và nó ảnh hưởng đến, đến cái, cái quá trình của trí nhớ và như vậy thì ngoài hai cái yếu tố trên một là cái, cái vấn đề về học môn thứ hai là vấn đề về trầm cảm rối loạn về căng thẳng, trầm cảm, mất ngủ trong giai đoạn sau sinh yeah. thì một yếu tố nữa cần phải quan tâm đó là cái chế độ dinh dưỡng của người của của phụ nữ sau sinh. nếu mà dinh dưỡng trong thời kỳ này vừa phải nuôi con bằng sữa mẹ thì nếu mà dinh dưỡng không tốt thì nó cũng yếu tố góp phần vào suy giảm trí nhớ. Còn ở bệnh nhân sau Covid-19, 19 sau khi bị nhiễm Covid À, hoặc là sau khi bị nhiễm COVID thì người ta sẽ có những cái rối loạn về trí nhớ Thì uh, người ta thấy rằng cái, cái bệnh lý COVID là một cái đáp ứng viêm toàn thân yeah. Đáp ứng viêm toàn thân uh, cái, cái phản ứng viêm nó quá mạnh và tạo ra các cái cytokine gây viêm Và những cái cytokine này có thể làm tổn thương các tế bào thần kinh Và có thể gây suy giảm trí nhớ thì, uh, ngoài ra thì ở những cái bệnh nhân uh, covid 19 thì người ta cũng gặp phải uh, vấn đề về cái uh, uh, vấn đề về cái áp lực trong giai đoạn mà phải cách ly yeah. uh, và stress trong giai đoạn đó và khi mà uh, các cái hoạt động sống hàng ngày bị đảo ngược uh, thì cũng dễ bị trầm cảm và cái dinh dưỡng trong cái thời kỳ covid nó cũng tác động đến làm gây giảm trí nhớ ở bệnh nhân covid thì có một cái hội chứng liên quan đến người sau uh, nhiễm cái covid nó là hội chứng sương uh, mù não tức là người ta thường uh, thường quên Có khi giống như bước vào một căn phòng người ta không nhớ đang là làm việc điều việc gì uh, đi vào mà không nhớ là làm việc gì hay là quên những thứ mà nó vừa vừa ừ. mới diễn ra uh, và cái, cái việc quên nó có thể lặp đi lặp lại nhiều lần mà nếu mà không được uh, điều trị kể cả ở phụ nữ sau sinh hay là ở những bệnh nhân uh, sau nhiễm covid nếu không được chẩn đoán, đoán và điều trị thì có thể bệnh sẽ diễn tiến nặng thêm yeah. Yeah. Ừ, vậy thì cái bệnh suy giảm trí nhớ mình sẽ điều trị như thế nào thưa bác sĩ và người bệnh uh, thì có thể uống những cái loại thuốc nào để mà điều trị cái bệnh này thì uh, uh, hiện tại thì cái truyền thông tức là trên các cái nền tảng nền tảng như là youtube hay là nền tảng về facebook hay là thậm chí ở các cái kênh truyền hình thì thường quảng cáo rất là nhiều loại thuốc và thực phẩm chức năng được quảng cáo là hỗ trợ về dinh dưỡng về trí nhớ giúp cải thiện chóng mặt đau đầu mất ngủ và cải thiện tuần hoàn não thì có một lời khuyên là chúng ta trước khi mà quý vị và các bạn nghe đài, trước khi quý vị quyết định mua hay là sử dụng một cái thực phẩm chức năng nào cho người bệnh có than phiền về trí nhớ thì nên được sự hướng dẫn của các nhân viên y tế. Yeah. À, thì cái điều trị như, như thế nào thì khi mà quý vị mà có một cái than phiền về cái vấn đề suy giảm trí nhớ thì trước hết à, chúng ta cần phải cải thiện cái lối sống à, cải thiện cái lối sống tức là thay đổi một cái chế độ ăn dành cho dinh dưỡng một chế độ dinh dưỡng tốt cho bộ não một chế độ một chế độ ăn mà à, nó đảm bảo à, đầy đủ chất đầy đủ chất dinh dưỡng trong đó thì các cái loại hạt ví dụ như hạt ngũ cốc hạt uh, ốc chó hay là hạt hạnh nhân thì À, một ngày mình có thể ăn một một nắm hạt như vậy thì nó sẽ giúp cho cái não bộ của mình tốt hơn và à, tránh các cái chất béo không bão hòa hay là một cái chế độ ăn nhanh à, như vậy thì nó sẽ không tốt cho bộ não thứ hai là thường xuyên tập thể dục hàng ngày cũng giúp cải thiện cái trí nhớ và thứ ba là à, tham gia các cái trò chơi giải câu đố và có thể là sẽ học thêm các cái loại à, nhạc cụ à, hoặc là à, tham gia à, các cái hoạt động xã hội như vậy thì nó sẽ giúp cho trí nhớ càng ngày càng được tăng cường và à, nếu mà cái tình trạng mà suy giảm trí nhớ mà nó càng ngày càng tăng tăng lên và nó ảnh hưởng đến cái hoạt động sống hàng ngày của mình thì À, quý vị nên tìm đến uh, các cái phòng khám về uh, trí nhớ và sa sút trí tuệ để được tầm soát sớm và điều trị sớm. Thì ở bệnh viện uh, đa khoa Đồng Nai chúng tôi thì uh, hiện tại đang uh, uh, có một cái phòng khám sa uh, sút trí nhớ và hoạt động vào uh, chiều thứ năm hàng tuần tại phòng khám uh, nội thần kinh thì khi mà quý vị có vấn đề về trí nhớ thì quý vị uh, liên hệ ở cái khu phòng khám và được uh, uh, thăm khám ở, ở tại phòng khám về trí nhớ thì tại phòng khám về trí nhớ thì chúng tôi sẽ uh, uh, tầm soát bằng các cái trắc nghiệm trí nhớ và xa suốt trí tuệ để xác định bệnh nhân của mình uh, có vấn đề về trí nhớ bệnh lý hay là trí nhớ chỉ là một cái quên sinh lý thông thường thì uh, sau khi uh, được làm trắc nghiệm về trí nhớ thì sẽ làm các cái xét nghiệm để tầm soát các cái bệnh lý liên quan như mình đã nhắc tới để xem bệnh nhân có mắc các cái bệnh lý đó không để mà điều trị cho bệnh nhân Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ. À, vâng, thưa quý vị các vấn đề về sức khỏe luôn không phân biệt tuổi tác. Thực tế cho thấy là ngày càng có nhiều người trẻ bị suy giảm trí nhớ ở các mức độ khác nhau Hiểu rõ về các nguyên nhân suy giảm trí nhớ ở người trẻ là cách hữu ích nhất để xây dựng biện pháp phòng ngừa và tăng cường sức khỏe thần kinh, giúp phục hồi trí nhớ một cách hiệu quả. Để biết rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi mời quý khán giả cũng như là bác sĩ theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây. Gần đây, nhiều nghiên cứu thống kê rằng 85% người trẻ dưới 50 tuổi ít nhất gặp phải một vấn đề về trí nhớ kém, trong đó có đến 20-30% ở người dưới 30 tuổi, phần còn lại tập trung ở lứa tuổi trung niên các số liệu trên cho thấy đây là một thực trạng đáng báo động bởi có đến 50% suy giảm trí nhớ ở người trẻ sẽ diễn tiến thành hội chứng sa sút trí tuệ ở người già, đặc biệt trong số đó là bệnh Alzheimer. Một trong các nguyên nhân suy giảm trí nhớ ở người trẻ hay gặp chính là do tác động của các gốc tự do được sinh ra trong quá trình chuyển hóa bình thường của cơ thể hàng ngày. Các gốc tự do này thường tác động lên các mô chứa nhiều lipid đặc biệt là não nơi chiếm đến 60% lipid của cơ thể. Do đó, ở người trẻ, các hoạt động chuyển hóa diễn ra mạnh mẽ, sinh nhiều các gốc tự do và tăng nguy cơ gây hư hỏng các tế bào thần kinh. Đặc biệt, nếu cơ thể phải tiêu thụ các loại thức ăn nhanh, thức ăn nhiều năng lượng, các chất kích thích hoặc ở trong trạng thái stress, mất ngủ, cuối cùng là não bộ bị tổn thương và gây chứng suy giảm trí nhớ ở người trẻ. Dạ vâng, trở lại với trường quay của chúng ta thì chúng ta thấy là hiện nay là ngày càng có nhiều người trẻ gặp các vấn đề về suy giảm trí nhớ vậy thì không biết là nguyên nhân nào đã khiến cho các bạn trẻ bị suy giảm trí nhớ thưa bác sĩ? Đúng là hiện tại thì cái cái vấn đề mà suy giảm trí nhớ thì trước đây có nhiều cái quan niệm là cho rằng là nó chỉ gặp ở người già nhưng mà sát suy giảm về trí nhớ thì vẫn có ảnh hưởng đến cái người trẻ tuổi và yeah. đặc biệt thì khi mà ngồi phòng khám thì chúng tôi vẫn thấy những cái người trẻ thường có than phiền về cái giảm trí nhớ thì người ta thấy rằng cái tỷ lệ mà bệnh nhân có cái cái than phiền giảm trí nhớ trong một cái nghiên cứu uh, có đến 18.500 người tham gia thì có đến 14% yeah. người ở vị tuổi vị thành niên là có vấn đề về trí nhớ và 22% ở bệnh nhân trung niên uh, người ở độ tuổi trung niên có than phiền về giảm trí nhớ thì uh, cái giảm trí nhớ ở người trẻ thì ở cái độ tuổi mà sau 25 tuổi thì bắt đầu có cái tổn thương tế bào thần kinh và mỗi ngày có thể có đến 3 triệu uh, 3, 3 ngàn tế bào thần kinh uh, chết đi và nó không có hồi phục được yeah. thì cái nguyên nhân ở người trẻ tuổi thì bị 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 uh, cái rối loạn về trí nhớ thì nó khác hơn so với người lớn tuổi uh, ở đặc điểm là người trẻ tuổi thì thường cái nguyên nhân tập trung vào ở cái vấn đề về cái uh, và những cái vấn đề về cái tâm lý yeah. người trẻ tuổi thì với một cái lối sống mà làm việc căng thẳng mệt mỏi và lo lắng nhiều cho công việc người ta sẽ dễ bị stress và trầm cảm và như vậy thì nó sẽ làm tăng tạo các cái gốc tự do các cái gốc tự do xấu tác động lên tế bào thần kinh và làm cho cái trí nhớ của họ suy giảm. Ngoài ra thì cái người trẻ thì thường uh, cái nguyên nhân có thể gặp là các cái bệnh lý toàn thân, ví dụ như bệnh lý về tuyến giáp, các cái bệnh lý viêm nhiễm như là HIV hay là giang mai thì nó cũng uh, là những cái nguyên nhân gây, gây gây suy giảm trí nhớ ở người trẻ. Bên cạnh đó thì các cái lối sống uh, không lành mạnh, ví dụ như thức khuya và thức khuya hay làm làm việc quá giờ yeah. thì uh, hoặc là sử dụng các cái đồ ăn đồ ăn nhanh yeah. Yeah. ăn uống không đủ chất như vậy hoặc là một cái người mà hay nghiện rượu thì uh, uống rượu nhiều uh, thì cũng sẽ dẫn đến cái suy giảm trí nhớ ở người trẻ và đặc biệt là nếu mà ở những cái gia đình mà uh, có người bệnh bị cái bệnh lý sa sút trí tuệ thì uh, khi mà À, con cái của họ ở trên độ tuổi mà trên 45 tuổi yeah. mà có vấn đề về trí nhớ thì cũng nên được tầm soát sớm vì đó là có thể là một cái rối loạn về nhận thức nhẹ ừ. và nếu mà không được điều trị ở cái giai đoạn sớm này thì à, cái người bệnh đó có thể dễ bị sa sút trí tuệ sau này. Yeah. À, liệu rằng cái bệnh lý này nó có bị uh, di truyền không bác sĩ? Thì bệnh lý này thì nó Uh, cũng có một phần là di truyền. Yeah. Tuy nhiên ở uh, ở những cái người mà có độ tuổi uh, ở những cái người mà trong gia đình có người bị bệnh lý Alzheimer hay là bệnh lý uh, sát xuất trí tuệ khác thì uh, họ nếu mà ở trong gia đình có người bị sát xuất trí tuệ như như vậy thì uh, uh, sẽ có tỷ lệ người bị di truyền cho cái bệnh lý gây ra Tuy nhiên không hẳn là uh, trong nhà có một người bị bệnh lý Alzheimer thì con cái của họ tất cả đều bị bệnh lý. Ngoài dạ. ra nó cũng chi phối bởi các cái yếu tố do cái môi trường dạ vâng. gây ra. Dạ vâng. à, đó là những người trẻ tuổi. Vậy thì uh, suy giảm trí nhớ là căn bệnh thường gặp ở người cao tuổi. Và theo thống kê thì có đến uh, 50% người đủ từ uh, 85 tuổi mắc suy giảm trí nhớ và tăng dần theo thời gian. Suy giảm trí nhớ làm ảnh hưởng đến chất lượng của, của cuộc sống. Vậy thì uh, để phòng ngừa suy giảm trí nhớ sẽ là điều vô cùng quan trọng. Để biết rõ hơn về nội dung này, chúng tôi mời quý vị cũng như là bác sĩ theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây ạ. À. Suy giảm trí nhớ ở người cao tuổi xảy ra chủ yếu do quá trình lão hóa. Thông thường sau tuổi 25, con người chúng ta mỗi ngày sẽ có khoảng 3.000 tế bào thần kinh bị phá hủy, không thể phục hồi. Quá trình này diễn ra nhanh hơn ở tuổi 60. Ở độ tuổi 60 đến 65 sẽ có một số ít người mắc chứng suy giảm trí nhớ, và ở độ tuổi 85, tỷ lệ này có thể lên tới 50%. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến giảm trí nhớ ở người cao tuổi, trong đó chủ yếu là nguyên nhân sau: suy giảm trí nhớ do tuổi tác, suy giảm trí nhớ do bệnh lý và suy giảm trí nhớ do sử dụng các loại thuốc chữa bệnh. Ở người cao tuổi có biểu hiện suy giảm trí nhớ như khó khăn trong công việc hàng ngày, bối rối khi mặc quần áo, nấu ăn hay vệ sinh cá nhân. Đôi khi người cao tuổi sẽ quên đi các từ đơn giản, khó mô tả, khó giao tiếp. Người bệnh thường quên địa điểm muốn đến hay đường về nhà, nhầm lẫn giữa ban ngày và ban đêm. Người bệnh còn thay đổi tâm trạng thất thường, không lý do, ít bộc lộ cảm xúc hơn so với trước đây. Tâm lý người bệnh sẽ có cảm giác khó chịu, hờ hững, bồn chồn, dễ bị kích động trong các tình huống khác nhau. Người lớn tuổi dễ bị suy giảm trí nhớ, nhất là ở tuổi càng cao thì tình trạng càng nhiều, nhưng vẫn có thể cải thiện hiệu quả. Nếu phát hiện các triệu chứng hay quên, nên đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa nội thần kinh để được chẩn đoán, xác định nguyên nhân gây suy giảm trí nhớ và có hướng điều trị phù hợp. Dạ vâng ạ. À, thời lượng chương trình thì cũng sắp hết rồi. Không biết là trước khi chào tạm biệt quý khán giả thì bác sĩ có lời khuyên nào dành cho quý vị đang xem đài không ạ? À? Lời khuyên của tôi dành cho tất cả các quý vị khi xem đài thì cái vấn đề trí nhớ là nó đang là một cái vấn đề rất là thời sự và nếu mà cái việc mà cái 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 trí nhớ mà nếu mà nó càng ngày càng quên, quên nhiều thì quý vị à, khán giả thì những cái người mà bị rối loạn về trí nhớ đó cần được nên tầm soát sớm. Tại vì người ta thấy là nếu mà được điều trị sớm ở cái giai đoạn mà bệnh nó chưa có chuyển chuyển sang một cái bệnh lý sa sút trí tuệ là cái giai đoạn trung gian yeah. giai đoạn suy giảm nhận thức nhẹ thì À, cái việc điều trị có thể đảo ngược lại được. Cái 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 bệnh lý từ một cái người suy giảm nhận thức nhẹ hay quên có thể trở về người bình thường. Thực tế là hiện tại thì có đến 75% người 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 bệnh bị suy giảm nhận thức về suy giảm trí nhớ hay suy giảm nhận thức nhẹ thì không được phát hiện và không được điều trị sớm. Như vậy thì đến đến lúc phát hiện ra điều trị thì lúc đó các cái phương pháp điều trị hiện tại như là thuốc men hay tập luyện nhận thức thì nó cái cái hậu cái cái hiệu quả của nó rất là thấp nên ở, ở trong các gia đình của mình thì nên phát nên à, nên phát hiện sớm những cái ông bà hay là cha của mẹ của mình có biểu hiện hay hay nhớ nhớ quên quên hay là không thể à, thực hiện được các cái công việc à, làm trong nhà giống như trước đây Yeah. chẳng hạn như không thể nấu được một bữa ăn ngon hay là không thể tự vệ sinh cá nhân, không thể tự quét dọn được thì à, các các bạn nên đưa à, ông bà, cha mẹ mình đến với phòng khám sát sút trí tuệ của chúng tôi à, để được tầm soát và điều trị kịp thời. Và bên cạnh đó thì à, cũng có lời khuyên dành cho các bạn trẻ à, thay đổi cái lối sống à, thay đổi cái lối sống của mình và tránh căng thẳng trong công việc và, và có một cái chế độ ăn uống sinh hoạt nghỉ ngơi hợp lý để giúp cải thiện cái, cái trí nhớ của mình càng ngày càng tốt hơn Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn những phân tích cũng như là những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Dũng trong ngày hôm nay ạ. À, vâng thưa quý vị, chương trình vui khỏe mỗi tuần của Đài Phát Thanh Truyền hình Đồng Nai đến đây cũng xin được phép tạm dừng. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 1 Tô Văn Dũng khoa nội thần kinh Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Và muốn xem lại chương trình thì quý vị có thể truy cập trang web của quay web dnrtv org vn Còn bây giờ thân ái được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.